Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston Mission và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fuxia và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì tối hôm qua đó em có nhận được một cái review của một người khách hàng. Cái này là em cũng không có hỏi hay là nhờ anh để viết cái review cho em. Cái này cũng rất là bất ngờ, nhưng mà sau khi đọc xong á thì em cũng rất là cảm ơn anh. Và em cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua, nhờ em giúp anh chị mua nhà, bán nhà, hoặc là tư vấn về nhà cửa. Hoặc là có nhiều anh chị không có mua nhà bên em bao giờ, nhưng mà thấy những cái đồ em làm trong nhà, giống như là thay countertop này, làm sàn nhà hay là nhà tắm, anh chị cũng gọi và hỏi cái số điện thoại của cái người làm. Em cũng chia sẻ cái người mà làm cho em. Tại vì cái này là em cũng chia sẻ cho anh chị thôi, chứ không có phải là em ăn lời hoặc là nhận tiền hoa hồng gì khi mà giới thiệu cho người ta đâu, anh chị đừng có nghĩ vậy. Cái nào em biết thì em chia sẻ với anh chị, cái nào tốt hay đẹp, làm chất lượng thì em chia sẻ, còn cái nào không tốt thật sự em không có chia sẻ, tại vì em không có muốn anh chị làm rồi không hài lòng. Thì cái review hôm qua của người khách hàng làm em cũng rất là cảm động và rất là cảm ơn anh. Thì cái người khách hàng này là cũng liên lạc em, cũng coi em qua bên YouTube thôi, xong rồi liên lạc em để giúp anh mua căn nhà. Nhưng mà anh chị cũng lựa nhà qua trên mạng. Thì như em có chia sẻ là nhà mới, nhà cũ em đều có thể giúp anh chị được hết. Thì anh cũng lựa nhà qua trên mạng thôi, xong rồi anh đi qua đây là để coi căn nhà xong rồi đi về, chứ không có phải là đi qua đi coi nhiều căn xong rồi lựa chọn này nè. Anh chị đi qua coi cái căn mà anh lựa rồi để anh đi về. Thì em cũng có đi ra sân bay đón anh buổi sáng rất là sớm, em chở anh tới căn nhà coi, anh cũng hài lòng rồi thương lượng giá cả. Thì nói chung á, em lúc nào cũng mong muốn giúp anh chị mua được căn nhà giá cả tốt. Thì em cũng hay chia sẻ là em mua nhà cho anh chị cũng giống như em mua cho em vậy đó, chứ không có phải là miễn sao anh chị vô hợp đồng mua là được. Em không có tính như vậy, tại vì cái căn nhà đó thì cái người bán hạ kèo này, rồi khách em nó thôi trả thêm đi để mua được cũng được, không sao, miễn sao là vợ anh thích, vợ anh hài lòng, vợ anh chịu là được rồi. Thì em cũng không có muốn trả thêm, mắc công khách của em bị thiệt. Thì em cũng đợi chờ, nói chung là khách em cũng cuối cùng cũng mua được căn nhà, nhưng mà không có phải trả thêm tiền. Thì ý của em là lúc nào em cũng muốn giúp anh chị mua được căn nhà vừa ý, giá cả hợp lý, chứ không có phải là giúp anh chị mua cho xong rồi để em có tiền. Cái đó là em không có tính, em không có như vậy. Thì em cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị trong thời gian qua ủng hộ em. Và hôm nay á, em cũng đang ở trong cái căn nhà của khách em. Hôm nay là em tới lấy chìa khóa cho khách. Chìa khóa thì em cũng để ngay đây nè đó. Thì khách này á, cũng cái cô này cũng chưa có gặp mặt em luôn. Cũng coi em qua YouTube thôi, xong rồi cô liên lạc để mua cái căn nhà này. Rồi như em cũng có chia sẻ với anh chị là khi anh chị mua một căn nhà mà không có thể làm mà giống như là inspection, hoặc là đi first work với builder, hoặc là final work, hoặc là đi kiểm tra nhà, hoặc là những cái gì cần thiết mà để gặp builder đó, thì em ở bên đây em sẽ đại diện cho anh chị em đi làm hết. Thì nói chung là khi mà làm những cái first work, final work thì em cũng sẽ sơ sót, hoặc là nếu mà anh chị tự đi cũng sẽ bị thiếu sót thôi. Tại vì mình đi ra đi vào mình sẽ thấy những cái khác nhau. Nhưng mà em có chia sẻ với anh chị là khi mà mình vào ở rồi, mình thấy cái gì không có hài lòng thì mình cứ submit cái bảo hành, thì họ sẽ bảo hành cho mình trong vòng 1 năm từ trong ra ngoài. Những cái gì mình cảm thấy mình không có hài lòng thì mình yêu cầu họ làm lại thì họ sẽ làm cho mình. Cái đó là cái lợi khi mà mình mua nhà mới. Thì 1 năm từ trong ra ngoài họ sẽ bảo hành hết cho mình. Rồi 2 năm là ở trong vách tường, ống điện và ống nước. 10 năm là cái foundation và cái structure là cái sườn nhà. Thì mua nhà mới là được lợi như vậy. Thì cái cô này cổ cũng coi Vi qua trên YouTube thôi, xong rồi cổ liên lạc để mua căn nhà này. Thì Vi cũng giúp cho cổ vô hợp đồng, rồi thương lượng giá cả, rồi đi kiểm tra nhà, rồi nhận nhà. Thì hôm nay là lấy chìa khóa nè, xong rồi cô cũng ký online luôn. Mua nhà online, cái này gọi là mua nhà online luôn đó. Cô cũng chưa thấy căn nhà, cô cũng coi qua hình ảnh thôi. Xong rồi cô vào hợp đồng, rồi Vi đi kiểm tra làm hết những cái thủ tục, và cô ký online luôn tại tiểu bang của cô. Rồi Vi tới Vi nhận chìa khóa, rồi từ từ cô qua sau. Chị em nào mà muốn dọn qua Houston, Texas và những thành phố lân cận, mà muốn
mua nhà online á, thì cứ gọi cho em nha. Dĩ nhiên là em sẽ giúp anh chị mua được căn nhà vừa ý, chứ không có phải là lừa đảo anh chị mua một căn nhà xong rồi khi anh chị qua nhận nhà là không phải như vậy. Tại vì em có rất là nhiều khách hàng mua nhà online, rồi họ qua họ nhận nhà rồi họ dọn vào. Nói chung là mình vào mình cảm thấy cái gì không hài lòng thì mình cứ gọi cái bảo hành thì họ sẽ ra họ sửa cho mình thôi. Thì sẵn tiện ở đây á, em có một căn nhà trong cái khu này em muốn chia sẻ với anh chị luôn. Thì bây giờ mình hãy cùng nhau đi đón xem nha. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em. Và em rất là cảm ơn tất cả các anh chị lúc nào cũng theo dõi những cái video của em và ủng hộ em trong thời gian qua. Em cảm ơn rất là nhiều luôn. Ở đây người ta dọn vào ở cũng rất là đông luôn. Thì cái căn nhà Vi muốn chia sẻ với anh chị là nằm ở đây nè, rất là gần cái cổng đó, căn nhà này. Mình sẽ vào trong mình xem căn nhà. Đây là cái cửa trước nè đó, họ cũng gắn cho mình cái smart lock ở đây luôn. Mình mở cửa bước vào là mình có một cái không gian rất là thoáng, nó rất là nhiều cửa sổ. Thì ngay đây sẽ là cái không gian phòng khách của mình nè, rồi bên kia cái bếp, và bên đây là mình có được cái phòng ăn đó. Ngay đây là mình có cái phòng ăn ngay đây, cái không gian riêng bên này, rồi cầu thang đi lên lầu đó. Phòng khách của mình nhỏ gọn xinh thôi. Rồi bên đây á là mình có được cái island ở đây, mình có thể vào ghế mình ngồi nè. Cái là nấu, microwave, tủ lạnh và cái chỗ rửa chén ở đây. Thì nếu anh chị em nào phong thủy không có thích cái chỗ nấu và chỗ rửa chén đối diện thì cái này là chữ L nè. Đó, chỗ nấu ở đây, chỗ rửa chén ở đây. Có cửa sổ nhìn ra ngoài luôn. Họ sẽ gắn cho mình cái máy rửa chén ở đây. Rồi là nấu, microwave, tủ lạnh luôn, rất là đầy đủ. Ở đây cũng có cái đồ lọc nước nè. Đó, khi mà mình dọn vào á, mình gọi cái số này, họ sẽ tới họ gắn cho mình cái đồ lọc nước. Rồi tủ 42 inch, có cái tay cầm luôn. Đó, rất là đầy đủ. Rồi bên này là mình có cái pantry. Nhà này thì sắp xong rồi. Đó, có rất là nhiều tủ, chỗ để đồ. Nguyên một cái island ở đây. Và cái này là bằng granite. Đó, rồi mình có tủ lạnh của mình bên này nè. Họ sẽ sơn phết lại sạch sẽ nha, chứ không phải để vậy đâu, nên anh chị yên tâm. Đó. Rồi bên đây là mình có cái không gian phòng khách ngay đây. Rồi để các bạn ăn bên này. Rồi sẵn tiện ở đây mình sẽ xem ở phía sau luôn. Ở phía sau á, là mình có được cái miếng xi măng như thế này đây. Đó, gọn thôi, không có patio. Và sân vườn thì nhỏ, rất là phù hợp với anh chị em cô chú mà không cần nhiều sân. Đó, sân vườn rất là nhỏ gọn. Ở bên này, đó. Khu này bán rất là chạy luôn. Còn có mấy căn nữa thôi à. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá bên đây. Bên đây á, là mình sẽ có cái chỗ để đồ nè. Đó, ở dưới cầu thang mình để được rất là nhiều đồ nha. Rồi ở đây là cái half bath. Đó, mình có cái toilet và cái chỗ rửa tay ở đây để khách đến chơi có thể sử dụng, rất là tiện. Rồi bên này á là cái chỗ đậu xe, hai chỗ đậu xe, có garage opener luôn, đầy đủ. Họ chưa có gắn thôi, nhưng mà họ sẽ gắn vào và họ sẽ sơn lại sạch sẽ.
nhà này là đang làm chưa xong. Rồi ngay cái chỗ hành lang cũng có mấy cái thanh cột á, đó, lỗ nè. Ở dưới này thì Vi thấy rất là sáng sủa. Không gian phòng khách và cái phòng ăn bên này. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên lầu mình khám phá. Bước lên lầu á là mình có cái không gian này là giống như cái game room á, rất là sáng sủa. Rồi phía bên trái của Vi ngay đây là mình có một cái chỗ này nè, mình để cái bàn để mình ngồi làm việc cũng được. Rồi ở đây chỗ để đồ và cái phòng master của mình này, đó, rất là rộng rãi, có nhiều cửa sổ nữa. Rồi bên này là mình có cái tấm nằm và tấm đứng đó. Rồi hai cái sink, rồi họ sẽ gắn cho mình cái mirror luôn. Tủ thì có tay cầm hết đầy đủ. Rồi bên này á là cái walk-in closet này, siêu rộng nha, rộng đó. Rồi bên này cái toilet ở đây đó. Tấm đứng, tấm nằm đầy đủ. Và cái phòng này Vi thấy thoải mái lắm. Rồi bên này, ở phía sau của mình là không có hàng xóm này. Và cái hàng rào này là của HOA họ bảo quản cho mình. Đó. Phía bên trái là đã có người ở rồi. Họ để cái đồ nấu barbecue nè. Rồi cái chợ Walmart của mình là ở phía trước đây. Đi chợ, đi bộ ra cũng tới nữa. Rồi mình đi qua bên này là mình có hai phòng ngủ khác. Nhà này thì được cái game room và ba phòng ngủ 2,5 tấm. Đó, trên đây là chỗ giặt sấy nè, họ sẽ cho mình máy giặt máy sấy luôn. Rồi kế bên chỗ giặt sấy là cái nhà tắm 2 sink. Đó, rồi cái nhà tắm ở bên trong kia cho hai cái phòng này, bên đây một phòng nè. Rồi bên đây một phòng nữa. Đó. Rồi ở trước là mình thấy là có người dọn và ở rồi đây. Có người ở rồi đó. Cửa màn Hà cũng gắn cho mình luôn. Có cái game room này, rộng rãi. Căn nhà em vừa chia sẻ với anh chị cái giá là 355.840, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi và một cái game room. Có diện tích là hơn 2.000 square feet. Thì cái khu này thuế rất là rẻ luôn, thuế chỉ có 2.2 chưa xin giảm. Thì sau khi mình xin giảm thì khoảng tầm 1.8-1.9, tiền HOA là 810 đồng một năm. Vì mình nằm trong cái khu cổng rất là an ninh. Nhà ở đây thì họ bán rất là chạy luôn. Thì Vi thấy cỡ tầm 7-8 căn nữa là hết rồi. Từ đây mà mình đi khu Belair Việt Nam là 5 phút thôi là tới đường Belair. Rồi mình đi chợ Hồng Kông hoặc là đi nhà hàng Kim Sơ hoặc là những cái tiệm ăn thì chỉ có 10 phút. Rồi ở phía trước là mình có cái chợ Mỹ là chợ HGV và chợ Walmart, đi lại rất là thuận tiện. Thì cái khu này họ bán rất là chạy tại vì có nhiều anh chị em Việt Nam tiểu bang khác hoặc là ở đây họ cũng dọn tới, tại vì mình được cái nhà mới này mà mình đi ra khu trung tâm rất là thuận tiện. Và cũng có nhiều người mua để ở hoặc là đầu tư cho thuê nữa. Thì nếu anh chị em nào muốn mua một căn ở trong khu này thì hãy nhanh tay nha, tại vì họ chỉ còn cỡ 7-8 căn nữa là hết rồi. Ở đây thì họ cho mình đầy đủ luôn, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, màn cửa, gara opener, rất là đầy đủ. Mình chỉ mua mình dọn và ở thôi, mình không có cần phải sắm sửa thêm gì nữa. Nhưng mà được cái là đi đâu cũng thuận lợi. Và nhà này là của hãng Meritus, họ xây rất là chất lượng và có spray foam thì mình giữ được cái nhiệt độ rất là tốt trong nhà. Nếu anh chị em có những câu hỏi gì liên quan tới bất động sản ở Houston, Texas và những vùng lân cận thì hãy cứ gọi cho em nha. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Ở đây người ta dọn và ở cũng rất là đông luôn. Thì cái căn nhà Vi muốn chia sẻ với anh chị là nằm ở đây nè, rất là gần cái cổng đó, căn nhà này. Thì đi ra cổng chỉ có một căn nhà là mình đã tới cái cổng trước rồi đó. Như Vi có chia sẻ là khu này nằm trong cái khu cổng rất là an ninh.
Rồi bây giờ là Vi đang đi khu Bel Air để mua đồ ăn. Mình đi ra đây, mình quẹo phải, rồi mình đi xuống chút nữa, mình quẹo phải là tới cái đường Bel Air luôn, rất là thuận tiện. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Chúc anh chị một ngày vui vẻ và an lành. Bye bye.